Xin chào, trong những bạn đang xem video này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị sâu răng. Và bệnh sâu răng chẳng còn lạ với bất kỳ ai. Nhưng có lẽ dù là bị hay chưa bị thì các bạn cũng chưa thực sự hiểu rõ về căn bệnh này. Thế nên trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về bệnh sâu răng nhé. Vậy thì sâu răng là gì? Gần như ai cũng biết rồi, nhưng chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Răng của chúng ta nhìn như cục xương trắng vậy thôi, nhưng được cấu tạo bởi khá nhiều lớp, bao gồm có một lớp đầu tiên là men răng. Men răng giống như bộ giáp của răng, được cấu tạo bởi lớp mô cứng nhất trên người. Và men răng cũng không mỏng lắm đâu, nhìn vào ảnh các bạn sẽ thấy nó phải dày bằng 1/3 cái răng rồi. Nhờ thế mà chúng ta mới thoải mái gặm xương, thoải mái ăn những món tuyệt ngon nhưng hơi cứng như cổ gà, cánh gà, xương sụn, vân vân. Đó là lớp ngoài. Tiếp ngay sau men răng là một lớp mềm hơn, gọi là ngà răng. Trong ngà răng này chứa các cảm biến thần kinh nhỏ. Nếu các bạn nghĩ rằng răng cứng chỉ có tác dụng nhai và chẳng cảm nhận được thứ gì thì đó là suy nghĩ hơi sai rồi đấy. Răng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh và thậm chí cả vị chua nữa. Bên trong của ngà sẽ là túi răng. Tác dụng thì chúng ta không cần quan tâm lắm, nhưng có lẽ các bạn nên ghi nhớ một điều. Đó là nếu bị sâu răng vào đến tủy thì chúng ta sẽ có cảm giác đau buốt đến vô tận, đến tận xương tủy, mà đúng là đến tủy thật. Thằng át này dài dòng bỏ mẹ, thế tóm lại sâu răng là thế nào? Thì đó là hãy tưởng tượng khoang miệng của chúng ta giống như một thế giới vậy, thế giới của các loài vi khuẩn. Ở nơi đây, vi khuẩn nắm tay nhau tung tăng nhảy múa, bơi lội và cùng thể ước mãi bên nhau bạn nhé. Trong đám vi khuẩn này, mỗi con có một công việc và một trong số công việc nổi bật ở thế giới đó chính là ăn mòn men răng. Khi chúng ta ăn vào các loại đồ ăn, nhất là những đồ ăn có vị ngọt, dù súc miệng và vệ sinh sạch sẽ đến đâu thì vẫn có một phần thức ăn bám lại trên răng, nhất là những đồ ăn có độ dính cao như bánh kẹo. Và cái phần dính lại trên răng đó lại là bữa ăn tuyệt vời cho các loại vi khuẩn gọi là màng bám. Trong quá trình sinh sôi nảy nở ở màng bám, vi khuẩn làm lên men chất bột đường, tạo ra một chất gọi là axit lactic. Và đây chính là kẻ thù của men răng. Axit lactic sẽ bào mòn men răng và phá hủy nó, tạo ra các lỗ hổng trên men răng. Và nếu sự thật này xảy ra thì răng đã bị thất thủ. Khi men răng đã bị thủng, lúc này bạn vẫn chưa thấy đau vì men răng không có cảm biến, giống như móng tay móng chân không cảm nhận được gì cả. Tuy nhiên, vi khuẩn và axit sẽ tiếp tục chui sâu vào răng qua các lỗ thủng và tấn công vào các lớp bên trong. Bạn sẽ thấy đau khi nó vào đến ngà răng và sẽ là đau đến tận óc khi nó vào đến tủy, gây tổn thương tủy răng. Như vậy có thể hiểu, sâu răng là việc axit và vi khuẩn ăn mòn men răng, tạo ra lỗ thủng ở men răng. Từ đó, răng tiếp tục bị tấn công và tổn thương ở các phần bên trong sâu. Mắt thường chúng ta sẽ nhìn thấy những cái lỗ đen nhỏ hoặc thậm chí là to như cái giếng ở trong răng. Và các bạn chú ý, sâu răng không phải con sâu nó đục răng như hồi nhỏ chúng ta vẫn thường nghĩ đâu. Đau răng thì chắc chắn là một cảm giác vô cùng khó chịu, đồng thời cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm phía sau. Nên để tránh gặp phải sâu răng, chúng ta nên thực hiện những biện pháp phòng ngừa và bảo vệ răng miệng. Cái đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến, đó là việc vệ sinh răng miệng, rửa trôi và đánh bay nhiều nhất có thể các mảng bám trên răng. Tuy nhiên, dù vệ sinh răng miệng kỹ đến mấy thì vẫn không thể sạch hoàn toàn được. Vậy nên, cách thứ hai là chúng ta nên đi lấy cao răng định kỳ, hay chính là những thành phần rác rưởi bám vào răng. Thứ ba là hạn chế ăn những đồ ăn ngọt, chứa nhiều đường, nhất là đồ ăn có độ dính cao như bánh kẹo. Và ăn xong thì nên súc miệng để rửa răng và không nên ăn vặt quá nhiều. Thứ 4 là ăn đồ ăn nhiều canxi để giúp tái tạo men răng. Đồng thời, uống nước hoặc súc miệng với nước có chứa fluorua, đánh răng bằng kem có chứa fluorua, bởi fluorua là chất rất hữu ích và quan trọng trong việc phục hồi men răng và tiêu diệt vi khuẩn. Thế còn nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn bị sâu răng thì hiện nay sẽ có một số phương pháp điều trị tùy vào mức độ nặng nhẹ của bệnh như sau. Nếu là men răng mới bị mòn một chút thì người ta dùng fluorua dạng gel, chất lỏng, bọt hoặc vernix để quét lên răng, giúp bảo vệ và giúp răng phục hồi. Nếu men răng đã bị thủng và có lỗ thì họ sẽ chám lại răng bằng cách dùng một số hợp chất như nhựa, sứ hỗn hợp để nhét vào và bịt kín cái lỗ sâu răng. Nếu răng bị nặng, lỗ sâu hoặc rộng hoặc rất yếu thì nha sĩ sẽ bọc bao phủ quanh răng bằng chất cứng như sứ cường độ cao, sứ nung chảy với kim loại, nhựa đặc biệt hoặc thậm chí là cả vàng. Nhiều ông cười cái mà hàm răng sáng chóe. Và nếu không thể cứu chữa được nữa thì chỉ còn cách là nhổ răng.
Nhưng nhổ răng thì rất hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến sức nhai và ảnh hưởng đến cả những chiếc răng xung quanh. Nói chung cách tốt nhất vẫn là phòng tránh. Mình đi oánh răng đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.